Cách tính lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để được hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2021 là nam đủ 60 tuổi 3 tháng và nữ đủ 55 tuổi 4 tháng và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Cách tính lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đây là cái điều kiện và cách tính lương hưu cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021. Điều kiện: căn cứ vào điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi bởi điểm C khoản 1 điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây: đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động, đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Theo đó, về độ tuổi, người lao động nghỉ hưu năm 2021 trong điều kiện bình thường phải đủ 60 tuổi 3 tháng với lao động nam và 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Trường hợp đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định trên nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Như vậy, để được hưởng lương hưu khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2021 là nam đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng và đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. Sau đây là cách tính lương hưu. Theo khoản 1 điều 3 Nghị định 134/2015 NĐ-CP, mức hưởng lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính cụ thể như sau. Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ quy định trên, công thức tính lương hưu hàng tháng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là lương hưu hàng tháng bằng tỷ lệ hưởng lương hưu nhân với mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu được quy định cụ thể tại khoản 2 điều 3 Nghị định 134/2015. Với lao động nữ, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa là 75%. Với lao động nam, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội. Năm 2021 được tính là 19 năm đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm 2022 trở đi là 20 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được quy định cụ thể tại điều 4 Nghị định 134/2015. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Trong đó, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hàng năm. Ví dụ, tính đến tháng 4 năm 2021, ông ca đủ tuổi về hưu theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019 là đủ 60 tuổi 3 tháng. Ông đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng bình quân là 2,5 triệu đồng một tháng. Tính đến thời điểm đủ tuổi về hưu là 24 năm. 19 năm đầu tham gia sẽ được hưởng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ 20 đến năm thứ 24 là 5 năm, được hưởng thêm 5 x 2 bằng 10%. Tổng hai tỷ lệ là 45 cộng 10% bằng 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Ông ca đóng với mức 2,5 triệu đồng một tháng. Vậy, mức hưởng lương hưu của ông ca như sau: sẽ bằng 50 năm nhân 2,5 triệu đồng bằng 1.375.000 đồng một tháng.